lời thứ ba mà Chúa Giêsu nói ở trên cây thập tự trước giây phút mà Ngài trút hơi thở cuối cùng. Đó là lời mà Chúa Giêsu nói với Mary, mẹ của Ngài, và nói với Giăng là môn đồ yêu quý của Chúa. Kinh Thánh ghi lại ở trong Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 26 và 27. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con người." Và Ngài phán cùng người môn đồ ấy rằng: "Đó là mẹ người." Và bắt đầu từ bấy giờ thì môn đồ ấy rước người, tức là rước Mary về nhà. Thưa quý vị, lời phán thứ ba sau khi Chúa Giêsu nghĩ đến vấn đề tha thứ cho những người giết hại, kết án mình, thì Chúa Giêsu đã đem sự cứu rỗi cho một tên trộm trong giờ phút cuối cùng. Và lời thứ ba là Ngài nghĩ đến bổn phận của Ngài là một người con, một người con trai ở trong gia đình. Và bây giờ Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự, và trong tương lai thì Ngài sẽ không còn ở trên mặt đất này nữa. Dù Ngài đã sống lại, Ngài cũng về trời. Cho nên Ngài nói với Giăng rằng: "Kìa là mẹ ngươi." Và nói với Mary rằng: "Hỡi người đàn bà, kìa là con của bà." Ở tại đây chúng ta thấy rằng cách xưng hô của Chúa Giêsu tại đây cũng như ở trong Tin Lành Giăng đoạn 2, khi mà Mary đến thưa với Chúa rằng người ta hết rượu rồi, thì Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi đàn bà kia, tôi với bà có sự gì chăng, có can hệ gì chăng, giờ tôi chưa đến." Và bây giờ trên thập tự giá thì Chúa Giêsu cũng dùng cái cách xưng hô rằng: "Hỡi bà kia, này là con của bà." Và nói với Giăng rằng: "Kìa là mẹ ngươi." Tại đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, dầu Ngài là con của Mary và Joseph, nhưng mà thật sự ra là con về phần xác mà thôi. Joseph thì là một cha nuôi, còn Mary là một người mẹ, nhưng mà chỉ về phần xác mà thôi. Chứ không phải là cha mẹ giống như là những người bình thường ở trên đời này. Và khi Chúa Giêsu đến tuổi trưởng thành và Ngài ra thi hành chức vụ, thì thưa quý vị, Ngài gọi mẹ của Ngài là: "Hỡi bà kia." Cách xưng hô đó nó không có nghĩa là coi thường hoặc là xa lạ hoặc là chối bỏ cái quyền là mẹ của Mary. Vì tại đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã nghĩ đến bổn phận của mình, và Ngài trao cái bổn phận đó cho một người môn đồ Ngài rất yêu, đó là sứ đồ Giăng. Sứ đồ Giăng là cái người mà thân cận Chúa và lúc nào cũng ngồi gần bên cạnh Chúa cả. Và tại đây Chúa nói với Giăng là: "Kia là mẹ của ngươi." Mặc dầu là Giăng không phải là con của Mary về phần xác, thưa quý vị, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng: "Kia là mẹ của ngươi." Cái điều đó có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rằng là những anh chị em ở trong Chúa, thưa quý vị, mặc dầu chúng ta không có bà con về phần xác, nhưng mà về phần thiêng liêng, ở đây Chúa Giêsu đang trao một cái bổn phận, một cái trách nhiệm cho môn đệ của Ngài mang tính thiêng liêng. Vì mặc dầu Giăng không phải là con ruột hay là con xác thịt, về xác thịt của Mary, nhưng mà về phương diện thiêng liêng thì đấy là con ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta như là anh em, chị em, mà là cha, là mẹ. Và Chúa Giêsu cũng đã từng nói: "Ai mà nghe lời của Chúa, ai làm theo lời của Ngài, thì đó là anh em, chị em, mà là cha mẹ của ta vậy." Anh em, chị em, mà là mẹ của ta. Như vậy thì thưa quý vị, ở tại đây Chúa muốn nói với Giăng rằng: "Kìa là mẹ ngươi." Câu đó nhắc nhở cho tôi và quý vị rằng
Trong gia đình của Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta là những người bà con, những người thân thiết. Dầu cho có thể chúng ta không phải là anh em, chị em về phương diện huyết thống, nhưng mà về phương diện thuộc linh thì chúng ta là con cùng cha, và chúng ta là anh em, chị em với nhau. Cho nên Chúa không ngại mà trao người mẹ của Ngài cho dân để mà chăm sóc. Và Chúa cũng nói với Mary rằng là hỡi đàn bà kia, kia là con của bà. Mary cũng phải coi dân là con, coi những người anh em chị em của chúng ta ở trong Chúa là gia đình, thưa quý vị. Và đây là một cái nhìn mà rất mới. Rất nhiều người không thấy được điều này, chỉ nghĩ đến cái vấn đề huyết thống. Mà nếu một người nào đó không bà con thân thuộc với mình thì mình coi như là xa lạ. Nhưng trong đức tin, những người công bình là những người sống bởi đức tin, những người bước đi không phải bởi mắt thấy mà là bởi đức tin. Vì vậy cho nên anh em, chị em và những người mẹ của chúng ta, đó là những người ở trong Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta hãy coi những anh em, chị em, những người trong gia đình của Đức Chúa Trời như là những người bà con thật của chúng ta. Và ở tại đây Chúa Giê-xu cũng chứng tỏ rằng Ngài rất là hiếu thảo, mặc dầu ở trong cái giờ phút sắp qua đời, sắp trút hơi thở cuối cùng, thì Chúa Giê-xu vẫn không bỏ mẹ của mình, vẫn không từ bỏ cái bổn phận làm người của mình. Và Chúa Giê-xu đã hoàn tất và cũng vừa dạy dỗ cho các môn đệ của Ngài cũng như là chính Mary một cái bài học vô cùng quý giá. Đó là chúng ta hãy nhận những người thuộc linh của chúng ta là những người bà con. Và chúng ta hãy xử sự, chúng ta hãy chăm sóc. Ở đây bắt đầu dân đã rước Mary về nhà để mà chăm sóc. Thế thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm bổn phận với anh em, chị em chúng ta trong đức tin giống như vậy. Và đây là một lời nhắn nhủ, đây là một lời mà có thể nó bày tỏ một cái bổn phận thiêng liêng nữa. Chúng ta có bổn phận đối với những anh em chúng ta về phần xác, nhưng chúng ta lại có những bổn phận đối với những anh em chúng ta về phần thuộc linh. Cho nên có những người anh chị em chúng ta đó, chưa chắc ở ngoài đời chúng ta chưa nói gì vấn đề thiêng liêng, thì cũng có những người họ tốt hơn những anh em ruột của mình đấy. Và người ta nói rằng người bạn tốt á, tức là người anh em ruột mà chính chúng ta chọn. Người bạn tốt là cái người anh em ruột mà chính chúng ta chọn lựa. Còn anh em chúng ta là người anh em ruột thật sự của mình thì nhiều khi chúng ta không chọn lựa được. Nhưng mà người bạn tốt đó là chính những người anh em bạn, những anh em ruột mà chính chúng ta có quyền chọn lựa. Và chúng ta có thể nói rằng là những người thuộc linh của chúng ta, những người mà trong cùng đức tin của chúng ta là những anh em ruột mà chẳng những chúng ta chọn mà Chúa đã chọn cho chúng ta nữa. Vì vậy cho nên chúng ta hãy trân quý, chúng ta hãy nên yêu thương, quan tâm và sống liên kết với nhau để mà phục vụ Chúa. Xin Chúa ban phước và xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn mới mẻ này, để chúng ta không thù ghét, để chúng ta không coi như những người xa lạ. Những anh em trong Chúa là những người mà đời đời chúng ta sẽ được ở chung nữa. Chúng ta sẽ gặp gỡ họ, và ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với họ về công việc, thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ gặp gỡ họ trên nước thiên đàng để hưởng một đời sống đời đời ơn phước ở Đức Chúa. Cho nên hãy nghĩ đến những người anh chị em thuộc linh của chúng ta là những anh em chị em ruột, và chúng ta cần phải có bổn phận đối với họ để có thể làm sáng danh Chúa. Xin Chúa ban phước và xin Chúa ở cùng chúng ta. Amen.